vô bên kia với giá thì cứ làm gì được đấy, có làm gì được đâu mà lớn đâu gì đâu mà gì biết mà. Dạ. Đó gì rồi sao mà nhiều được. Dạ. Bây giờ chú ở với ai? Ở mình. Chú ở mình hả? Dạ. Chú có vợ con gì không? Không. Không vợ con hả? Hả? Giống giống trường hợp thì chú ở tại quận nhất chú qua. Dạ. Là từ trước giờ chú không vợ không con luôn hả? Giống như anh Trịnh Văn Thanh đó. Dạ. Dạ, là trước giờ không vợ con luôn. Hồi đó thì nó cũng có, nhưng mà không bị gì mình đi lính đó rồi nó không có được gần nhau thì xa mặt cách lòng rồi đương nhiên. Dạ Long Sơn xin kính chào quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ thưa quý vị, thì hôm nay ở Long Phan Sài Gòn cũng nhận một sự trợ duyên, đó là của cô Phúc Hạnh, đại diện của một nhóm mạnh thường quân Minh Mỹ, và đã trao cho cô 80 tuổi với số tiền đợt 2 đó là 1.000 đô la Mỹ để chia cho 10 bà con có những cái hoàn cảnh khó khăn. Ở Long Phan Sài Gòn cũng được sự giới thiệu của chú Quang để dẫn đến để chia sẻ cho một số trường hợp. Dạ con chào chú. Dạ chào chú Quang. Dạ. Chú Phước đây, chú Phước. Dạ chú Phước. Dạ. Dạ thưa chú, thì hôm nay con cũng được chú Quang dạ giới thiệu là đến để thăm gia hỏi gia đình của chú. Dạ, quà trao chú một cái phần quà của một nhóm mạnh thường quân ở bên Mỹ gửi, đó là đại diện nhóm mạnh thường quân này đó là cô Phúc Hạnh. Cô Phúc Hạnh. Và dạ, thông qua cô 80, đây là cái lần thông qua của cô 80. Đây là cái lần mà hỗ trợ đợt 2 với số tiền là 1.000 đô la và chia cho 10 bà con. Dạ. Thì thông qua này thì chú có cái lời gì đó để chia sẻ với bà con. Trần Văn Phước xin cảm ơn và sự giúp đỡ cho và cô Phúc Hạnh được dạ chị 80 tuổi. Dạ chị 80 tuổi được tràn đầy hạnh phúc vui vẻ. Dạ. Và một lần nữa thì Phước xin chúc cô Phúc Hạnh và chị 80 được nhiều sức khỏe. Nhiều sức khỏe vui vẻ. Dạ. Dạ, khám hạnh phúc bên gia đình. Dạ chú nói coi vậy chứ mà coi khó lắm á. Dạ. MC nó nói dễ mà mình nó không muốn nói gì mà trước mặt người quý vị đâu nhắc từng cho anh Phước nghe. Chú ngồi cái dựng vậy coi nó rớt xuống dưới. Chú là cái chân đây là tới đầu gối luôn hả? Chắc. Dạ. Chú ngồi xích ở đây cho ngồi nó trượt nó ngã xuống dưới chú. Dạ. Dạ chú Phước cho con hỏi là công việc chính của chú hàng ngày là làm gì? Việc chính á thì ra ngoài đường á, bơm bánh xe đạp á với lại giá bánh xe đạp. Dạ, bơm bánh xe đạp với giá bánh xe đạp. Còn cái này là của ai? Cái này là của ai? Của đứa cháu. À cái này là của cái dụng cụ đây là của người cháu à? Không thiếu gần kế chỗ ổng đó. Dạ. Dạ. Thế thì nay mà xe đạp đâu nữa mà chú vá xe đạp? Được chứ, nhiều khi xe Honda nó hư, mình giá được. Dạ, giá xe đạp nhưng vẫn chơi được xe Honda. Xe Honda. Là một ngày là chú thu nhập khoảng bao nhiêu tiền? Tùy theo, có bữa nào mà hên thì được vài chục, còn không được thì cũng mấy ngàn hay ngàn về. Chứ tại vì thời buổi này nó khó khăn. Dạ. Vậy mình đâu có làm gì đâu, mình lớn đâu. Dạ. Đi mua bên kia với giá thì làm gì được lớn. Không có làm gì được đâu mà lớn. Đâu vậy đâu mà chịu thì biết mà. Dạ. Đó gì rồi sao mà đã nhiều được. Bây giờ chú ở với ai? Ở mình. Chú ở mình hả? Dạ. Chú có vợ con gì không? Không. Không vợ con hả? Giống giống trường hợp thì chú ở tại quận nhất chú qua. Dạ. Là từ trước giờ chú không vợ không con luôn hả? Giống như anh Trịnh Văn Thanh đó. Dạ. Dạ, là trước giờ không vợ con. Hồi đó thì nó cũng có, nhưng mà không bị gì mình đi lính đó rồi nó không có được gần nhau thì xa mặt cách lòng rồi đương nhiên. Dạ. Chứ không phải là không có. Dạ. Ai lớn lên cũng phải có yêu đương này cũng có đó. Dạ. Mà tại vì hồi mình đi lính đó. Dạ. Xa nhau rồi nó đâu có được hai xa mặt cách lòng rồi. Dạ, dạ.
Dạ thưa chú, ở đây là số tiền 100 đô la của đại diện Mạnh Thường Quân, đó là cô Phúc Hạnh bên Mỹ gửi cho cô 80 ở đợt 2 này là 1.000 đô la để mà chia sẻ đến 10 bà con, trong đó chú là trong cái đợt 2 này. Dạ thì con cũng thay mặt tất cả các Mạnh Thường Quân và gửi đến chú và cầu chúc chú cùng với là gia đình lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn cô nhiều. Dạ. Do thời gian nó hạn hẹp cho nên là bây giờ con cũng xin phép để đi đến trường hợp khác. Dạ. Thì trước khi con đi đến trường hợp khác thì con cũng một lần nữa chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ. Và coi như là có những cái mà may mắn hơn nữa trong những ngày sắp tới. Dạ. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Dạ, thưa quý vị thì clip đến đây thì Lang Thang Sài Gòn xin phép kết thúc. Lời cuối cùng Lang Thang Sài Gòn xin gửi đến quý vị trong nước cũng như ngoài nước lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Bye bye quý vị nghe. Bye bye, chào. Dạ 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 dạ. Hôm nay tôi có nhận lời kêu gọi của Lang Thang Sài Gòn để đi đến nhà từng thành viên có hoàn cảnh khó khăn giống như tôi. Hôm nay tôi dẫn Lang Thang Sài Gòn đến anh Tân Lưu Thạnh. Ảnh đã đạm bạc với quê vợ, và ảnh thì cũng hàng lâu lâu rồi bán số rồi bán này kia nọ, được sự quan tâm ưu ái của chị 80 tuổi và cô Phúc Hạnh thì yeah. Tôi là đại diện cho các tất cả các anh có hoàn cảnh giống như tôi cũng thật sự cảm ơn cô Phúc Hạnh và chị 80 tuổi. Yeah. Chúc chị cùng cô Phúc Hạnh được an lành trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình. Tôi xin thành thật cảm ơn. Hôm nay là tôi được gặp quý vị là tôi rất là mừng. Tôi không biết nói gì hơn là rất là chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của quý vị. Và tôi kính chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe, gặp muôn vạn những điều đều may mắn trong cuộc sống. Dạ thưa chú Thạnh thế này, dạ hôm nay thì con cũng đại diện một số bà con Mạnh Thường Quân của nước ngoài cũng gửi cho chú đến gửi cho chú cái số tiền là 100 đô la. Dạ thì cái số tiền này là số tiền của đợt 2. Đợt 2 là cái như của cũng là một đại diện Mạnh Thường Quân, đó là của cô Phúc Hạnh gửi qua cô 80 là đợt 2 này, thì con cũng muốn là chia sẻ một ít đến gia đình chú, đó là số tiền 100 đô la. Dạ con mà chú nhận giùm. Dạ. Chú quay lên cho bà con thấy tờ tiền mình giá tiền. Anh có đâu lời gì đối với Mạnh Thường Quân. Yeah. Đó thì anh cứ nói. Đó thì cũng như nãy tôi đã nói là tôi rất chân thành thành cảm ơn tấm lòng vàng của tất cả quý vị chúng tôi. Thì tôi cũng mong rằng là kính chúc quý vị tất cả dồi dào sức khỏe, vạn sự vạn điều may mắn trong cuộc sống. Dạ chú. Dạ thưa chú thì chắc bây giờ con cũng xin phép để con đi đến cái hoàn cảnh khác. Và trước khi kết thúc chương trình này thì con cũng kính chúc chú cùng gia đình lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống chú nha. Cảm ơn. Bye bye anh, chúc anh vui vẻ, cười vui vẻ rằng lên. Dạ thưa quý vị thì Lang Thang Sài Gòn xin kết thúc clip ở đây. Thì một lần nữa Lang Thang Sài Gòn xin kính chúc tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Lang Thang Sài Gòn xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những cái trường hợp tiếp theo.